sao hiểu được nguyên lý là rất là dễ lắm bạn. Đâu mà sợ chắc chồng này bọc lên, bọc đây. Sao người ta đánh bài mà ta chập gì các bạn cũng phải cởi xem xét lại nha, chứ không phải là thấy gì á chứ họ là họ làm giả mình không hay, mình lo những người ta đánh nó căng cao hơn không à, thấy không đó. Bác Tuấn chào cả nhà nha. Bữa nay Bác Tuấn biểu diễn cho các bạn xem là kỹ năng xào bài giả nha. Đây bộ bài bình thường các bạn nha. Bạn coi thử bộ bài này nó có định dạng lá bài hay gì đâu nha. Bạn coi thử bộ bài nó có định dạng gì không nha. Bài nó bình thường các bạn thấy không, quan trọng là kỹ năng thôi các bạn nhé. Rồi lật bài lên nè, bộ bài nó bình thường nha. Rồi trở vào xem. Người ta nói đến bài là ta biết được đó là đôi tay bốc phá tướng này, của bài nó bình thường này nha. Rồi bây giờ sao bài giả như thế nào các bạn? Sao bài giả là thế này, cũng như rằng là mình sao giả có hai cách để mình sao bài, cũng như mình sao gì nữa, đó gọi là sao bài giả đó các bạn. Thì các bạn nghĩ đây là nó là thật chứ đâu có giả đâu các bạn ha. Đây gọi là thật chứ không có giả. Và đồng bài này, tất cả những cái dán bài của mình thì theo logic với nhau, nãy giờ mình xào nó tùm lum ra, nó đâu có thay đổi đâu, nó dán bài đúng không? Đúng không? Khi anh em không hiểu là mình lo mình quýnh những cái căn gì cao hơn siêu không à, mà cái bài này bình thường gì mình à. Đó. Mình lo có những cái căn nào cao hơn không, mình xào gì mà anh em ta người ta không biết mình là quýnh như thế nào, chậm gãi thôi các bạn, không cần nhanh, chậm thôi. Giờ mình bỏ xe bài xuống, mình kinh cắt kéo chắc chậm ngược lên, ngược qua ngược lại thì tùm lum lây. Thế vậy là bộ bài nó cũng còn là bình thường, nó không thay đổi gì vị trí nên lá bài nha. Các bạn đó xem chậm rồi các bạn hiểu được nguyên lý lá bài nha. Thì các bạn nghĩ đây là bộ bài nó có một cái phép thuật gì, quan trọng là kỹ năng hết các bạn nha. Đó, dù bài này nó người ta quấn bài người ta không cần sợ nhanh chậm chậm ta chập gì đó, ai biết là mình quấn như thế nào đâu, đó ai không biết là mình làm như thế nào đâu nhá. Thì tất cả những cái nguyên lý đáng bài theo logic với nhau, kéo cái chồng là ngược qua ngược lại, lưng ngược qua ngược lại, thì tất cả những dáng bài nó thấy gì, nó không thay đổi gì chỉ những dáng bài nha. Các bạn thấy là ảo không các bạn? Các bạn là ảo không? Nó nhìn muối rồi nè. Anh em đâu có hiểu được như gì là bộ bài nó lộn xộn đúng không? Đâu có gì bộ bài lộn xộn, kéo chắc chồng nó qua ngược lại, tùm lum la lại. Thì bộ bài nó không thôi đại tận nổi vị trí những nhắn lá bài. Quan trọng là cái ảo mà làm sao mình chậm mà nó ảo nó là mới quan trọng. Chậm mà nó ảo nó rất là quan trọng. Đó, mình làm mẫu thôi xem nó chập lại, thấy không? Đó, tất cả những cái bài giờ bỏ xuống nha. Rồi kéo ra chân qua nhìn qua lại đây, vô bài nó trở lại bình thường nha. Rồi các bạn đón xem nha. Đó, để bác có hướng chỉ cho những cái phương pháp này làm sao bài giả. Bây giờ ba thằng này đi, để đây có bao nhiêu cái công thức để lấy bài nha, thì các bạn đón xem những cái video của bác có tướng. Cứ như mình làm bài giả là mình không có thật, mình làm cái gì nó cũng giả hết, không có thật. Để muốn lấy ba lá bài này thì rất là dễ các bạn nha. Giờ mà chia đó, ok nha. Giờ mình làm bài cho bạn xem. Bây giờ nha,
rồi mình sờ giả nè, chặt lại nè. Thì có phương pháp lấy bài, có hai phương pháp để lấy bài, lấy như thế nào. Quan trọng là lấy bài như thế nào, quan trọng nha. Bỏ xuống, rồi trái trái chắc nhọng qua, cứ ngược lại. Đây, đây là bài nó không thinh nha. Nha, đây, bồi đầm nhạc nha. Đó. Mình làm mẫu cho bạn xem cái nhân bài này nha. Đó, mình xào đó, đó, mình, đó, đó. Anh em có hiểu nha, mà để xả thế cho nuôi chậm là biết được đó, mình làm như thế nào. Đó. Đó. Ảo nó ảo gì đó, quan trọng là mình quýnh cho nó ảo. Ảo, nha. Ảo, ảo thế nào, đúng không? Đây là giả hết, toàn bộ là giả hết, không gì thật hết nha các bạn nha. Các bạn xem chậm đây nha, chậm đây nha. Đó, dành mỏi cho mình chắc chồng đây. Giả, không có gì thật hết nha. Vì người ta tưởng là mình là quên hên xui, đúng không? Đúng không? Đó, đó, tất cả những giả hết. Lộn xộn gì làm sao biết lá bài trong một bài này cái gì, đúng không? Rồi bỏ xuống rồi mình kinh chắc chồng lên đây thôi. Bình thường là ba lá bài cũng bình thường. Đó. Quan trọng là mình hiểu được nguyên lý các bạn. Giờ ba lá để này. Mình trở lại cho bạn xem luôn nha. Giả thì toàn bộ là giả hết nha. Rồi bỏ xuống tụm lum la nha. Rồi sao rồi chúng ta sẽ mà chập này. Cái gì gì đó tụm lum la nãy giờ lộn xộn chưa mày, không là giả hết, không thì quan trọng là giả ảo thật hay giả là giống hệt nhau, nó không có khác lạ. Làm sao mà giữ được kỹ năng là giữ được ba lá bài. Cho bạn xem nha. Sau này ai quen này rất là dễ, nghe không? Sau này hiểu được nguyên lý là rất là dễ lắm các bạn. Không, mình xài chắc chồng này bọc lên, bọc đây. Sao người ta đánh bài người ta chập gì các bạn cũng phải cởi xem xét lại nha. Chứ không phải là thấy gì á, chứ họ là họ làm giả, mình không hay, mình lo những người ta đánh nó càng cao hơn không à, nghe không? Đó. À, nguyên lý những cái dán bài của mình là theo cái logic nha, nha. Đó, ba lá bài này. Rồi bây giờ anh em hiểu không? Giờ mình lá bài đằng này đây, sao mình chắc đây. Đó. Đó, anh bỏ xuống nha. Quan trọng là làm sao mình vuốt được là tất cả những dán bài nó lên vị trí của mình bên đầu là bình thường. Đó, mình đưa vô cái tư thế cho mình thấy không? Tư thế thế cho mình. Đó, bây giờ làm giả bạn xem. Rồi. Tại sao mà em không hiểu được nguyên lý, tại sao mà đánh bài nó thua hoài là do gì? Thấy người ta thấy gì cho người ta vài giờ đơn giản thì bạn xem ha. Mình muốn lấy ba tay chính đúng là rất là dễ. Người ta chỉ chia bài này, đó, không, đó, thấy không? Đó, coi nhận từng lớp bài. Rồi bây giờ mình thấy được ba hàng già đó, các bạn không? Thấy không? Bạn thấy các bạn ba hàng già không? Đơn giản các bạn già đúng không? Ba hàng già đúng không? Giờ mình hốt bài nè, nha, mình để đây. Cái nên nó chập gì nè, nó chập gì nè. Các bạn đâu biết là nó làm gì đâu đúng không? Đó, chập vậy nè. Tất cả những cái phương pháp là giả hết các bạn, không gì là thật hết, không có gì gọi là thật hết nhớ. Quan trọng là mình hiểu được dán bài tùm lum la ha. Đó. Không? Như gì thì ai biết được mình như quýnh như thế nào nha. Tất cả những dán bài. Rồi mình làm mẫu cho bạn xem cái mình cầm quài kéo chắc nhẹ đây, cái ngược qua, cái ngược lại. Thì ba thằng già đó hồi nãy còn yên sinh, nó không thay đổi nha. Bên đây này mình mới trình nói quýnh xào bài giả thôi đó, chứ mình nói chưa quýnh nói tôi quýnh gì cao siêu nha, nói trên nãy đó là giả không á, không còn ba lá này mình bài nè, mình hiểu được nguyên lý rồi nó rất là dễ các bạn. Sau này á ai á là giỏi hả, không giỏi gì cũng vậy, dân đến là có tư sẽ đào nguyên lý hết trơn nha. Trẻ nãy giờ lộn xộn đúng không, đúng không trẻ lộn xộn không. Anh em hiểu quá à, nãy giờ mình trẻ là trẻ giả không trẻ thật các bạn. Mình nếu mình xào mình cũng dùng mình xào giả thôi, đúng không? Mình xào giả không mà người ta thấy đây là xào thật, đúng không? Đúng không? Là người ta thấy con là select xào thật, đúng không? Quan trọng là bỏ xuống à, cũng tất cả những cái dán bài mình là giả hết, toàn bộ là giả để cho người ta không biết mình đang nằm chưa tư thế nào, đúng không? Rất là hay các bạn. Rồi
cái này là cũng những cái căn đơn bạn giảng hiểu nhau trong vấn bài, thấy không? À, nếu anh em này thấy yêu thích cái phần kỹ năng phó qua tính thì số điện thoại mình là 0942 090 079 nha. Giờ bộ bài tùm lum la mình bỏ đây, mình chắc chồng này các bạn thấy như gì á, làm ai mà biết được mình làm như thế nào đó các bạn, thấy không? Không bỏ cho chân xăng gì, bỏ tùm lum la cũng được không sao, không mình ngắt tùm lum la, ngắt tùm lum này rồi bỏ xuống, thấy không? Rồi mình chéo chắc chồng lên cái qua cái ngược lại, thì các bạn nghĩ này nãy giờ á bộ bài nó lộn xộn đúng không? Bạn nghĩ là nó bài lộn xộn không? Rồi bữa nay mình sẽ múa ba những cái kỹ năng bài giảng cho các bạn xem. Rồi sau này các bạn học thì đến Phó Tướng sẽ đào tạo tất cả những cái phương pháp kỹ năng nó logic. Số điện thoại của mình là 0942 090 079. Chào các bạn.